Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bị Mỹ đóng cửa lãnh sự quán, Trung Quốc chuẩn bị phản đòn. Trung Quốc vào hôm 22 tháng 7 năm 2020 đã loan báo đã bị Hoa Kỳ buộc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston, Mỹ. Washington sau đó đã xác nhận tin này và khẳng định mục đích của quyết định này là nhằm bảo vệ sở hữu trí tuệ của Mỹ. Và Bắc Kinh đã cáo buộc Mỹ leo thang khiêu khích và tuyên bố trả đũa. Theo một nguồn tin của hãng truyền thông Reuters, Trung Quốc có thể sẽ đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Và hai bên đưa ra những tuyên bố trên sau khi có hình ảnh quay một số nhân vật không rõ danh tính đang đốt giấy tờ trong khuôn viên của lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Đây là hình ảnh lính cứu hỏa đến hiện trường nhưng không vào bên trong tòa tổng lãnh sự tại thành phố Houston, bang Texas. Giới cảnh sát và cứu hỏa ở Houston, Texas điều nhân viên đến hiện trường sau khi cư dân loan tin báo nhiều tài liệu đang bị đốt trong sân tòa tổng lãnh sự Trung Quốc vào tối thứ Ba ngày 21 tháng 7. Đài truyền hình địa phương KPLC2 dẫn lời cảnh sát ở Houston cho biết họ bắt đầu nhận được tin báo tài liệu đang bị đốt ngay sau 8 giờ tối trong sân tòa tổng lãnh sự trên đường Montreal. Cư dân ở bên ngoài có thể nhìn thấy và ngửi được một ít khói. Hàng chục cảnh sát và lính cứu hỏa Houston lập tức đến hiện trường nhưng không vào bên trong tòa nhà. Có thể ngửi được mùi giấy đang cháy, một nhân viên và nhân chứng tại hiện trường đã nói với đài KPLC2. Nhưng toàn bộ lính cứu hỏa chỉ đứng xung quanh tòa nhà, họ không thể vào bên trong. Một nguồn tin cho đài truyền hình này biết tòa tổng lãnh sự cũng như một tòa nhà khác trên đường Alameda mà nhiều nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc sinh sống sẽ bị đuổi vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Sáu tuần này. Video được cư dân sống cạnh tòa nhà tổng lãnh sự đăng trên mạng cho thấy nhiều thùng chứa có lửa bốc lên và nhiều người đang ném đồ vật vào thùng. Hãng tin AFP và Reuters dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ocatus theo đó, công ước viên nói rằng các nhà ngoại giao phải tôn trọng luật pháp và các quy định của nước sở tại, không được can thiệp vào chuyện nội bộ của nước chủ nhà. Tuy nhiên, bà không cho biết thêm chi tiết. Và bà Ocatus cũng tuyên bố Hoa Kỳ không dung thứ cho việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền và đe dọa người dân Mỹ. Chúng tôi cũng không thể bỏ qua các bất công về thương mại, đánh cắp việc làm của người Mỹ và các hành xử trắng trợn khác. Tổng thống Donald Trump vẫn nhấn mạnh về công bằng và có đi có lại trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp từ màn hình video clip cho thấy một số lượng lớn tài liệu đã bị thủ tiêu sau khi các nhân viên lãnh sự được lệnh rời khỏi tòa nhà trước 4 giờ chiều ngày thứ Sáu 24 tháng 7. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cực lực lên án hành động khiêu khích của Mỹ, cho biết Washington hôm qua đã đột ngột yêu cầu lãnh sự quán ở Houston phải đóng cửa. Theo tổng biên tập một tờ báo của Trung Quốc, thì Bắc Kinh chỉ có 72 giờ để làm việc này. Và cũng ngay lập tức, Trung Quốc đã đe dọa trả đũa, nhưng chưa nói cụ thể. Một nguồn tin cho hãng truyền thông Reuters cho biết Bắc Kinh đang cân nhắc việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Và chính quyền Bắc Kinh cũng đã cảnh báo các sinh viên Trung Quốc đang du học ở Mỹ về nguy cơ bị sách nhiễu. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói quyết định này là quá đáng và không có cơ sở. Báo chí tại Houston cũng đưa tin khoảng 8 giờ 20 phút tối hôm qua, lính cứu hỏa được báo động về các tài liệu đang bị thiêu hủy trong sân tòa lãnh sự, nhưng nhân viên công lực không được phép vào. Trước đó, các nhân viên lãnh sự quán đã được lệnh rời khỏi tòa nhà trước 4 giờ chiều vào ngày thứ Sáu 24 tháng 7. Cũng trên trang Twitter, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio viết như sau: Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải là một cơ sở ngoại giao, đó là đầu não của mạng lưới gián điệp và các hoạt động gây ảnh hưởng của Đảng Cộng sản tại Hoa Kỳ. Nay tòa nhà này phải đóng cửa, các điệp viên có 72 giờ đồng hồ để ra đi, nếu không có thể sẽ bị bắt. Quyết định nêu trên của Washington đã diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang hết sức căng thẳng. Trước đó một hôm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi thành lập một liên minh để chống lại mối đe dọa Trung Quốc. Đây là hình ảnh toàn cảnh Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas. Đóng cửa một lãnh sự quán rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng điều này không phải là chưa từng có. Vào năm 2017, chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Nga đóng cửa lãnh sự quán của họ tại thành phố San Francisco cùng hai tòa nhà khác gần New York và Washington để đáp trả việc Nga bắt giảm số lượng nhà ngoại giao Mỹ ở Moscow. Hiện nay,
Ngoài đại sứ quán ở Washington, Trung Quốc còn có 4 tổng lãnh sự quán ở 4 thành phố khác bao gồm New York, Chicago, Los Angeles và San Francisco. Tổng lãnh sự quán vừa bị yêu cầu đóng cửa ở Houston trước đây, phụ trách các vấn đề liên quan nhiều bang ở miền Nam của nước Mỹ. Trong khi đó, ngoài đại sứ quán ở Bắc Kinh, Mỹ cũng có các lãnh sự quán ở 5 thành phố của Trung Quốc đại lục là Thẩm Dương, Vũ Hán, Thành Đô, Thượng Hải và Quảng Châu. Ngoài đại lục, Mỹ còn có cơ quan đại diện ngoại giao ở Hồng Kông và Macau. Giới phân tích cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cách yêu cầu một trong các lãnh sự quán này phải đóng cửa. Thời báo Hoàn Cầu thuộc quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặt một câu hỏi trên trang tweet như sau. Tổng lãnh sự quán nào của Mỹ ở Trung Quốc có thể sẽ bị đóng cửa? Và đưa ra 4 đáp án: Hồng Kông hay Macau, Quảng Châu, Thành Đô, lựa chọn khác. Và chỉ đến 19 giờ ngày 22 tháng 7, đáp án Hồng Kông và Macau được 65% người lựa chọn. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin cho biết Trung Quốc đang xem xét ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán. Và hồi tháng 1, Mỹ đã sơ tán các nhân viên tại lãnh sự quán ở Vũ Hán khi đại dịch viêm phổi ở đây bắt đầu lây lan nhanh chóng trên khắp thành phố 11 triệu dân này và đến nay vẫn chưa mở trở lại. Đây là hình ảnh chụp từ video của hãng tin AP cho thấy các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc đang chuyển đi một số đồ vào hôm 22 tháng 7. Giáo sư Vương Dũng đến từ Đại học Bắc Kinh Trung Quốc cho rằng có một nhóm người nhất định ở Washington dường như đang quyết tâm thúc đẩy một cuộc chiến tranh lạnh giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời để hai nước tách khỏi nhau hoàn toàn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn khắp các mặt trận khác. Ông cho rằng họ làm điều này nhằm phục vụ cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới của Mỹ, mang lại lợi ích cho ông Donald Trump. Và căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã leo thang trong thời gian qua. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tiếp xung đột với Bắc Kinh về thương mại và đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cũng như việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới về Hồng Kông. Và cũng sau đó 3 hôm, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đã cáo buộc Trung Quốc tài trợ cho các hacker tấn công các phòng thí nghiệm phát triển vaccine viêm phổi Vũ Hán. 2 công dân của Trung Quốc đã bị cáo buộc đã làm gián điệp và theo dõi các công ty nghiên cứu của Mỹ và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên tình báo nhà nước về các vụ lấy cắp thông tin khác đã bị đưa ra tòa. Trong một thông cáo riêng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động gián điệp lớn và gây ảnh hưởng đến các hoạt động và can thiệp vào chính trị nội bộ, cũng như bắt nạt các nhà lãnh đạo, kinh doanh và đe dọa các gia đình người Mỹ gốc Hoa đang sống ở Trung Quốc và hơn thế nữa. Và Trung Quốc cũng gọi quyết định này của Mỹ là sự leo thang chưa từng có và nói nó vi phạm luật quốc tế. Ông Uông sau đó nói tiếp, Washington đã chuyển sang đổ lỗi cho Trung Quốc với kỳ thị và sự tấn công vô căn cứ. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ông cũng kêu gọi phía Hoa Kỳ hãy xem lại và nói nếu họ muốn tiếp tục đi theo con đường sai lầm, Trung Quốc sẽ phản ứng với các biện pháp trả đũa cứng rắn. Trên thực tế, xét về số các sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc và của Hoa Kỳ trên đất của nhau và số nhân viên ngoại giao và lãnh sự, Hoa Kỳ có nhiều nhân viên làm việc ở Trung Quốc hơn rất nhiều, ông Uông nói. Và trên mạng xã hội Weibo, tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc, ông Hồ Tích Tiến viết, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là tổng lãnh sự quán đầu tiên của Trung Quốc mở tại Mỹ. Phía Mỹ không những yêu cầu đóng cửa mà họ còn cho Trung Quốc chỉ có 3 ngày để rời khỏi đây. Đây hoàn toàn là biểu hiện của sự mất trí. Và vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước lên một nấc thang mới. Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa tổng lãnh sự quán của nước này ở Houston và dừng hết mọi hoạt động về sự kiện tại đây trong vòng 72 giờ. Và sau vụ việc này, báo Washington Post của Mỹ đã dẫn lời các nhà phân tích ở cả hai bên đánh giá quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức xấu nhất kể từ năm 1979, là năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã thừa nhận quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã chạm đến điểm thấp nhất kể từ năm 1979. Và các nhà sử học tương lai có lẽ sẽ tập trung vào năm 2020 và xem đây là thời điểm khi cuộc đối đầu chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã biến thành một cuộc chiến tranh lạnh mới. Và động thái này làm nhớ đến vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hồi tháng 6 đe dọa cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Bước đi mới nhất vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng điều này cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có thể sẽ lan rộng sang mọi mặt trận. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có nói Mỹ muốn lập liên minh chống hiểm họa từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ
Mike Pompeo gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson nhân chuyến thăm Anh kéo dài 2 ngày từ hôm 20 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ đến đây. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo rằng tất cả các nước trên thế giới cần chú ý và ý thức rõ ràng rằng độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Và phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2020, bên cạnh người đồng cấp của Anh là Ngoại trưởng Dominic Raab ở thủ đô London, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ và là mối đe dọa nguy hiểm cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện nay, theo hãng tin Reuters chia sẻ. Do đó, quan chức này cũng đề xuất cần nhanh chóng thành lập một liên minh để chặn đứng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và gây sức ép buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh từ bỏ mọi động thái làm tổn hại hòa bình và ổn định chung. Và Trung Quốc không thể cứ tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển mà nước này rõ ràng là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc không thể cứ bắt nạt, dọa dẫm các quốc gia xung quanh mãi. Những hành vi thao túng các thiết chế quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, WHO cũng phải ngừng lại, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã khẳng định. Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, mục đích quan trọng nhất của việc thành lập liên minh là kiến tạo một nền tảng để mọi quốc gia có thể tự mình đứng lên chống lại Bắc Kinh và tự thân giành lấy những quyền lợi hợp pháp của họ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nêu rõ tất cả các nước cần ý thức rõ ràng về độ nguy hiểm nếu không kiểm soát được tham vọng của Trung Quốc. Ngoài ra, Ngoại trưởng Pompeo cũng tỏ ý hoan nghênh quyết định cấm tập đoàn Huawei tham gia xây dựng mạng lưới 5G ở quốc gia của Anh Quốc và nhấn mạnh tính cấp bách của công tác bảo mật an ninh dữ liệu không để vào rơi vào tay Trung Quốc. Vào thời gian tới, người đứng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington và London sẽ tiếp tục siết chặt quan hệ hợp tác chiến lược cùng giải quyết một loạt các vấn đề khác cũng liên quan đến Trung Quốc, bao gồm như luật an ninh tại Hồng Kông hoặc các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hãng truyền thông Reuters cũng cho hay cuộc họp báo nói trên đã diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Anh kéo dài 2 ngày từ hôm 20 tháng 7 của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trước đó vào hôm 13 tháng 7, ông Pompeo cũng đã công bố lập trường mới của Mỹ, công khai ủng hộ phán quyết vào năm 2016 của tòa trọng tài, bác bỏ toàn bộ các kêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc sứ mệnh giữ gìn và giữ vững khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương luôn tự do và rộng mở. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 24 tháng 7 năm 2020 với bản tin Bị Mỹ đóng cửa lãnh sự quán, Trung Quốc chuẩn bị phản đòn. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de